Dạ con cảm ơn mẹ. Dạ con không thể nào đi vô được đâu, tại vì con sẽ hát cùng chung với lại người mà coi là quan trọng nhất tối đêm nay, đó là em nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, một người em thân thương, luôn luôn lúc nào cũng là yêu mến tất cả các cô chú anh chị, kính trọng cô chú anh chị nghệ sĩ và thương yêu những người nghệ sĩ nhỏ trẻ. Và hôm nay nãy em giới thiệu Đào Vũ Thanh cái chị ngồi dưới, chị nói rồi, live show của ảnh không dễ thương lắm, chưa từng thấy một MC nào mà có những cái lời văn mà coi như là bộc phát ra để mà làm một cái mảng để dẫn chương trình. Đó là một cái điều rất là duyên dáng và một cái điều đó là một cái tài năng của Đào Vũ Thanh. Xin quý vị cho anh một tràng pháo tay thật lớn à. Thật ca nha. Em xin cảm ơn chị hai đã có lời khen tặng cho Đào Vũ Thanh. Vỗ tay thật mạnh để đón chào văn nghệ hôm nay. Em cảm ơn chị hai là nghệ sĩ Thanh Hằng. Sao cũng ca được mà hình như tôi để ý nãy giờ có một bài nặng tình xưa à, phải không? Bài nào cũng nặng tình xưa. Em đã cảm ơn chị tích xưa có chuyện, phải không? Nếu vậy thì em đổi bài khác có được không chị Hằng ơi? Em qua bài Xế Sáng của Văn Thiên Tường. Nếu chị không chịu em hát giọng cổ luôn. Rất là dễ thương. Dạ. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Chị cảm ơn em rất nhiều. Một nè, người con rất là hiếu thảo, đi đâu cũng có người mẹ thân yêu kế bên đó. Cái hình ảnh này phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ cho Thanh Hằng. Cảm ơn dàn âm thanh đã hỗ trợ cho tất cả anh chị em nghệ sĩ. Bây giờ chị muốn hát với em. Dạ, em cái câu để cho em nói. Bây giờ em muốn hát với chị sẽ hợp hơn. Và nãy Thanh đã nói rồi, tai nghe không bằng mắt thấy. Quý vị đã thấy trên màn ảnh rồi, thấy là chị hai là nghệ sĩ Thanh Hằng. Nói chung thì một nghệ sĩ rất là đa năng. Đa năng là sao? Diễn vai nào cũng được hết á. JB, nãy JB có rồi, với Hùng có rồi. Bây giờ diễn vai lẳng xíu cho bà con cứ hết hồn chơi chị. Một cười được cái cười kiểu mà giống như mẹ ghẻ hay là người ác ôn vậy, thử coi. Đừng khoan, đem vô để con chị nắm đầu mình, nguy hiểm. Trời ơi, mời nó ra chi, đặng cho nó gài em cái ca khó này không biết nữa. Chỉ có một cái vai mà nắm đầu ghê lắm, không được, đi vô trong liền. Đào Vũ Thanh, đi đâu vậy? Trời, vô. Tao đã biểu đi ra đây để ca với tao mà tại sao mày bỏ mày đi đâu vậy hả? Hả? Ôi, sợ quá, con vô trong. Sợ quá, biết rồi mà không đánh thôi. Thì là đã không? Đã cái nha, bị vô tay á. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn một chút xíu, mong là bà con cô bác thương tình và thông cảm. Và để tiếp sau đây một bài tân cổ rất là coi như là hai chị em cũng gắn bó với nhau cũng có ít năm lắm. Và bài giọng cổ này là đi đến đâu chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đều biết và rất là yêu thương bài tân cổ này. Mời em giới thiệu đi. Dạ, bài hát đó là bài hát được mang tên Dòng Sông Quê Em của tác giả Quyền Nhung. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông vàm, có kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Màu xanh quê hương đã lớn trong bơm gầm lửa đàn, nắng dài mưa dò có tình mẹ trắng chiều, dòng sông tôi dẫn nhiều nhung nhau.
làm có yêu thương như tình người em gái nhỏ. Dân ở bên anh không rõ từ bao giờ. Lòng người chung người đợi chờ. Quê hương em là bài ca bất tận trung dũng kiên cường. Đánh giặc tổ nhiều, và bên trong cũng còn nhiều nghệ sĩ lắm,
bà con cô bác ơi, Thanh Hằng cũng xin mạn phép dừng ở lại đây để kính chúc cho quý vị một buổi tối bình an, vui tươi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quan trọng là sức khỏe dồi dào. Dạ cảm ơn và xin hẹn lại dịp khác Thanh Hằng sẽ về đây để gặp gỡ với bà con cô bác một lần nữa nha. Và một lần nữa xin quý vị vỗ tay lên cho nghệ sĩ Thanh Hằng. Đời nghệ sĩ có biết bao lắm nỗi thăng trầm. Có chồng có thăng hôm nay chị hai mình thăng dữ lắm. Đi đến đâu cũng thăng tiến vì nhờ sự giúp đỡ của quý vị hôm nay. Quý vị ơi vỗ tay lên lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ chị hai. Tấm lòng của quý vị chị Thanh Hằng luôn ghi nhớ. Lời nói chân thành của đầu vũ thanh đà nàng của Thanh Hằng càng vô cùng. Em cảm ơn chị hai. Em là dặn hậu bối, chị hai là tiền bối của em. Có gì chị chị chịu chịu không chịu cũng phải chịu. Dạ ép người quá đã. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Vui bây giờ văn nghệ là vui, lấy cái niềm vui đó mình cảm thấy mình hạnh phúc. Chị ơi, em được hạnh phúc khi được hát cái sân khấu mà anh Dũng và chị Hằng đã tạo điều kiện giao duyên cho văn nghệ sĩ đến đây. Dạ cho nên thì một lần nữa cảm ơn anh Dũng và chị Hằng, cảm ơn ban tổ chức. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Giờ chị nhìn thấy cái giác quan của chị nhìn thấy chị biết em, cho nên là chị xin trân trọng tri ân và cảm ơn Dũng và Hằng rất nhiều nha. Là cũng tên Hằng, người nào cũng đẹp lắm anh ơi. Vậy xong Hằng một chút tam Hằng luôn. Dạ dạ còn nữa, còn Hằng nữa. Cái Hằng Nga, cái Hằng Nga rồi, Hằng kia dữ lắm luôn á. Thôi bây giờ Hằng này xin mạn phép đi vô. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Xin trân trọng, I love you. Phát chịu nổi không? Quá trời quá đất luôn. Dạ dạ cảm ơn chị nghệ sĩ Thanh Hằng rất nhiều. Cảm ơn chị hai. Tiếp theo đi nữa thì Phương Anh sẽ trình bày với một cái dụng cụ nữa chết trong vở tuồng Giọt Lệ Đài Trang. Xin mời cùng thưởng thức. Tôi không ngờ khi gặp lại nhau phải chứng kiến cảnh tình khi đang như thế này. Thôi đừng nói nữa. Dùng lời bàn tay đang cho nhai thêm, thêm son mai thêm. Ta vẫn phải có thương nàng đã hết rồi. Những ngày xưa ấy lòng cho chết nhanh, xuống xa tình trái ngang bao. Rồi hôm nay thì mau cùng
dương lần đau ấm thầm cha viết mong môi chờ ai viết mong tiếng tai đi rồi hôm nay chiếu mấy qua mai ta cuộn công tôi xuất phát đầu năm muôn chờ nồng đời bước ra con tim thao tất đời. Ôi nói sao năn lời, tòa đài ấy khiến tôi hai người thà đừng biết nhau thì thôi. Hồi trái tim kia sống của mơ tươi để nhớ để thương, giờ đây đời đi gian tùy chung những lời ước hẹn tôi đã cả bước chân bấm bấm trên gian lời hẹn ước nước vì gió ngược gãy gắn thương qua đừng tận giờ tan tôi thì sẵn ai chứ nào ngon chứ bao lần xuôi cho tôi nào cách hay mà khi mơ số phận tôi bạc bước đắng cay thì người ơi chứ tôi nhớ yêu chứ tôi nhớ yêu nhớ cô đẩy quý thở hàng chi áo dài hai ta bạn nghèo rót rượu vẫn giòn đảo ao mạo trạng nguyên chỉ là biển rộng sâu sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ giờ đã là trạng nguyên bổn rượu quán nghèo mới sao đời uống thì đầy quanh đầy quanh ơi tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn xin canh cần tay nắng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn chén thắm tình trường lạc cặn để chỉ sinh ra một mình đâu dám rất làm bận môi người tri kỷ xứ rời vào đây mặn hương vị của ngày xưa cười nó máu càng biết người chỉ vẫn hậu cần mặc chiếc áo cơ hàng để tìm bạn tương trí chỉ đủ tương tình đại quê hết cả đi nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày nữa mũ cao ăn trên người trước
tháng lời trong đời để chỉ có hai người thương nhau nhất là hiền phú bình nga và mặt thơm những điều. Lời chào cô bác, mong tất cả quý vị tặng một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Mô Phật được hát nữa rồi. Rồi giờ em hát cái dạ. gì? Anh hát, anh hát cho em cái gì? Dạ, nếu như mà song ca thì có ít bài thôi. Tình đồng chí quán nửa khuya. Hay quán nửa khuya anh hát. Quán nửa khuya đi. Dạ dạ. Ờ, dạ. Ờ hát quán nửa khuya em mới nhớ. Bây giờ canh thủ cho anh hát nhanh nhanh đi, hồi anh ra mà để anh ăn bún cước lèo quán nửa khuya. Dạ dạ. dạ. Một lần nữa vỗ tay cho nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc nhé. Dạ. À, một lần nữa cảm ơn anh Dũng và chị Hằng giao duyên cho văn nghệ sĩ đến đây một cái chương trình đặc biệt rất là ý nghĩa. Mong rằng sức khỏe của anh Dũng và chị Hằng lúc nào cũng tốt, làm ăn phát đạt để chương trình duy trì mãi mãi. Quán ngược đèn mơ theo hơi khô, chút tâm tư vào đêm vắng cánh dài. Quán đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người buôn nhớ vui gió xưa. Để đôi gót trên khắp chốn nghìn để tìm thương. Tôi người diễn khách cô đơn, dừng lại quán khuya giữa canh buồn hiu hắt, ngoảnh mặt nhìn xa sương rơi mà mệt quán lạnh về khuya vàng giọt ánh trăng. Tiếng rượu từ ly theo ánh lửa dời đầy, mang tâm sự của kiếp giang hồ lẫn đẫn nửa của tà trai mờ nỗi sầu riêng. Có phải anh sầu gì quên đất nước đã trải qua bao mùa? Quá đổ ngồi quá. Anh đã từng xuôi ngược quên anh dòng sông đầy nước lớn, có chừng mong chẳng bên văn đỏ tha hương đi bốn phương.
nói bạn nghe từ khi say biến xứ, gót chân liên ngàn muôn lối sông hồ, áo sơn vai tìm đôi mắt lu hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây luyến thương, lê đôi gò trên khắp chốn hàng phương để tìm thương. Bác cô ngày xưa người đi không một lời từ giã, anh có cửu long nước sông buồn mang mát tôi yêu hoàng hôn Đà Lạt cũng sương mờ. Quăng thẳng về chàng giọt đắng gầy, tôi đã cùng mang trong tâm sự thương quê nghèo qua những ngày tháng toan trăng bước hậu giang thương về sân nữa thì Phương Hằng sẽ cùng song ca với Đào Vũ Thanh. Cảm ơn anh Dũng, chị Hằng nha. Nhờ anh chị dâu Dương mình về đây hát quá trời đồng đất luôn. Chùa ông Bổn linh dễ sợ. Tại ông Bổn biết mình thích hát nhiều cho nên tạo điều kiện cho mình hát. Chị Phương Hằng, chị Đào Vũ Thanh gửi đến cả nhà chúng ta một bài hát sẽ nổi tiếng của Ngô Hồng Thanh được mang tên Cung Đàn Mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi thầm qua mấy sân lô hiểu lắm mà em ơi từng giọt mồ hôi của mẹ lắng trên đầy cho mỗi chuyến hàng nghe tiếng anh đêm khi anh nắng chiều thì soi bóng ngã cho anh hay chiều từ đây mơ băn khoăn cùng ai thương nhớ tiếng đàn trước thứ là tiếng lòng mẹ em đó hãy ngân lên gian khắp buồn chào các
con có bác vỗ tay ủng hộ chị, chị thấy chưa? Làm sao mà Di Du có được? Có được không quý vị? Nữa không ạ? Quý vị còn sức chịu đựng không? Thể hiện thế nào để biết còn sức chịu đựng? Trời quá trời sức mạnh luôn, sức khỏe quá trời luôn, hát tới sáng luôn vẫn còn ngồi có được. Bây giờ Đào Vũ Thanh cùng với nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng gửi đến cả nhà chúng ta một trích đoạn. Đào Vũ Thanh đóng hai vai nha, vai giàu vai nghèo, đóng hai vai luôn. Không mấy chị lên đóng đi, cười hoài. Trích đoạn được mang tên Vụ Án Mà Ngu Có Soạn Dạ Đăng Minh. Đào Vũ Thanh trong vai Mã Ngu. Thêm vai Quách Dương. Đó vai một à. Nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng trong vai Phúc Quân. Vỗ tay giới thiệu hoành tráng quá, vỗ tay vậy. Mày mới làm gì đó ạ? À? Bao nhiêu? Đừng nói mua áo dài hết nha. Áo dài đẹp chứ mua hết tiền cái gì? Rõ ràng rồi, mua áo dài phải không? Nếu không mua sao còn nhiêu tiền đây? Ông có thể bái chúng tôi vài đêm nữa cho dân tặng khác. Nếu ông thấy số tiền này quá ít. Bây giờ tôi là vật mua bán của ông mà. Tao đâu cần tiền dơ bẩn của mày. Tiền của tao gửi khắp nhà băng ở Trà Cú, Trà Vinh mày biết không? Nhưng cái tao cần, tao cần là mày yêu tao thôi. Chỉ cần mày yêu tao thôi mà khó sao giữ thuộc quanh. Đang chuyện này bỏ đâu? Tôi vào với con tôi. Mày vào với con mày. Con của mày. Tao đã cho tài xế anh Dũng thả trôi sông Trà Cú rồi. Hột xác nó đi. Ông nói gì? Ông vừa nói gì? Tao lặp lại một lần nữa cho mày nghe rõ đây. Con của mày, tao bóp mũi, thả trôi sông rồi, rồi hột xác nó đi. Trời ơi sao nỡ giết chết con tôi. Đừng sẽ tôi ai đâu tao đi cất giữ nhà xa. Thương ơi con lời con ai đời mà trộn bộ phận anh ơi, giọt máu của chúng mình chúng đã cướp mất con đâu, mất con rồi em đi sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đại đó lên hồn và thể xác anh Dương ơi. Anh đã em đi anh Dương ơi, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để từng chúng thôi nay đã lỡ lỡ
Thục Quân ơi, em biết giờ này anh nhớ em nhiều lắm không? Em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là anh Lê lên đầu đường xó chợ tìm em hay không? Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Quân ở đâu không? Hãy chỉ giúp tôi. Quân ơi, hiện giờ em ở đâu? Nghe anh Dũng chị Hằng nói là em về, về chùa Phước Thắng Cung, chùa ông Bổn này để xem văn nghệ có ai không, mà anh tìm em hoài không gặp. Anh gặp nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Quệ, nghệ sĩ Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Thảo, mà không có Thục Quân. Thục Quân ơi, hiện giờ em ở đâu? Hình như bạn con chỉ Thục Quân phải không? Thục Quân, có phải Thục Quân không? Cảm ơn bà con, cô bác nha. Thục Quân, Thục Quân, Thục Quân. Bà con, cô bác ơi, hình như bà con chỉ Thục Quân phải không? Bà con biết hình dáng Thục Quân không? Cô đẹp lắm, hát hay lắm. Thục Quân, Thục Quân. Bà con cô bác ơi, có phải Thục Quân không? Ca sĩ Thục Quân hát hay đẹp lắm. Chắc không phải Thục Quân rồi, Thục Quân đâu từ chối vậy? Không, nghe mùi không phải rồi. Bà con cô bác lộn hình dáng Thục Quân nào rồi. Cảm ơn bà con cô bác nhiều nha. Thục Quân ơi, em cứ biết là anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ. Em ơi tháng bảy mơ ngâu có cầu thước chân dài ngân hà, chất nữ hội ngưu ngưu lang xa một năm dài xa. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, có phần gì ai cây cánh đắng cay để chờ anh sống kiếp đừng coi biết gì đâu. Khi đường tương lai mịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quang tháng tiêu cao đi cùng trong sớm mai, thương cảnh xanh úa tàn trong sớm mai. Ngoài kia nắng vẫn mưa bay, ở đây giọt nắng giọt ngay ấm lòng. Nhớ rằng ta mãi bên nhau, nhưng nào ngờ trời đã chia đôi lòng mang môi. Như Thục Quân đấy không? Anh Quân Dương à. Em là Thục Quân đây. Thục Quân, em còn sống đây sao? Anh Dương ơi. Phải rồi, phải là Thục Quân rồi, phải là vợ tôi rồi. Thục Quân ơi, em về với anh thật hay sao? Anh đang tình hay mơ? Anh đang tình hay mơ? Không, không, không.
về với anh bằng xương bằng thịt. Anh ơi, đã mấy năm trời người ta chia cách, nay em về sum họp bên anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy này em đừng ta ôn anh. Vì em hy sinh cả cuộc đời xuống nhà rồi mình hết cảm đứng vui qua đời còn lại càng đầy sông mãi mãi bên anh em là người vợ hiền trung quy là hơi thở yên điềm là chờ mừng em rồi thương điện mày quán ơi gương xưa nay đã biến đôi đón mùa xuân mới tay cả cũ cả tình. Và tiếp theo thì Lệ Thủy sẽ ca một bài tân cổ giao duyên, tân nhạc Phạm Thế Mỹ, giọng cổ Loan Thảo. Đó là bài Thương Quá Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh nghe gì không hờ hơi anh, con chim nó vang đầu hè. Anh thấy gì không hờ hơi anh, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui. Ôi thương quá anh trăng Việt Nam, ôi thương quá anh trăng Việt Nam. Trăng quê hương đêm nay về sáng qua, sáng trên đôi môi đó qua vừa hé nở. Trăng sáng trên đò cao, sáng trên tàu chuối. Anh ơi vậy mà xem bông tôi đã xa rồi. Trời sao thắp nên bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu thương mến, thắp sáng lên cho tình sống lại trong tim. Này anh ơi lại mà xem bao nhiêu người trở về từ bóng tối, mở rộng vòng tay nỗi tình thương. Ngày cổ trăng sáng trên những đôi môi rạng rỡ nụ cười. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui. Ôi thương quá anh trăng Việt Nam, trăng Việt Nam sáng trên quê mẹ. Và tình người thắp sáng lại trong tim.
ơn, cảm ơn rất nhiều. À, Lệ Thủy xin tạm biệt. À, mong dịp khác thì nếu có duyên thì Lệ Thủy sẽ trở về nữa. Và xá rất nhiều cho bà con nghe. À, chúc bà con ở lại vui vẻ, làm ăn phát tài, giảm sự như ý, cả ngày tái ngộ. Cảm ơn rất nhiều, xin tạm biệt. À, Thanh Hằng cũng xin trân trọng kính chào tất cả các thầy ban nhạc, vừa nhạc tân và nhạc cổ. Xin trân trọng cảm ơn các thầy, quý thầy rất nhiều. Cảm ơn dàn âm thanh rất là tuyệt vời để cho tất cả anh chị em nghệ sĩ của chúng con tối đêm nay có đem đến một giọng hát rất tốt để gửi tặng đến cho tất cả quý bà con cô bác. Và xin gửi lời cảm ơn và tri ân quý thầy rất nhiều. Và để không phụ lòng, Thanh Hằng cũng sẽ gửi tặng đến quý vị ba câu giọng cổ được trích trong một vở cải lương rất nổi tiếng của cố soạn giả Hoàng Khâm được mang tên Bông Hồng Cài Áo. Xin mời quý vị thưởng thức. Người mà mất mẹ càng giàu càng đẹp thấy phụ nhân.
xin trân trọng cảm ơn rất nhiều những tràng pháo tay của quý vị bà con cô bác. Và Thanh Hằng cũng xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều những tấm chân tình của các vị mạnh thường quân đã thương mến, hỗ trợ cho chương trình. Một lần nữa xin tri ân và cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Theo lời yêu cầu thì em xin gửi tặng đến tất cả quý vị một bài tân cổ rất là nổi tiếng và rất là ý nghĩa. Bài tân cổ được mang tên Lòng Mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hỡi những ai còn cha còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để cha buồn. Lòng mẹ bao la như biển hà ơi vươn dài dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa vui sướng bên
nỗi nhiều nếu nuôi con tới ngại lớn khùng. Mẹ ơi nay con đã mòn gót nặng du, con mẹ thì đã 80 đi kì, nhưng lời ru của mẹ vẫn còn vắng vẳng bên tai. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ nằm cánh dày thức đủ giường. Mẹ đã thức dưới con cho đến ngày tuổi